Nếu được, sư giúp con cho ý kiến về pháp tu này. Để nói đó, là sư rất là kỵ cái chuyện mà chèn cái quảng cáo đằng trước mỗi cái video hoặc là giữa những cái video, thì như vậy á nó sẽ ảnh hưởng cái sự nghe pháp một cách liên tục. Thì bây giờ như vậy, cái nhĩ căn viên thông, sư á thì sư không cần biết là ai là người hướng dẫn. Sư đã xem qua cái clip này rồi, sư chỉ kéo tóm tắt để cho quý vị thấy. Rồi. Nó như thế này. Trong cái bài kinh đầu tiên, kinh căn bản pháp môn Mula Paridaya Sutta, quý vị vui lòng xem lại trong cái kinh Trung Bộ. Đó là gì? Tất cả chúng sanh ấy, khi mà chưa chứng đắc được đạo quả A-la-hán thì họ đều sống hoàn toàn bằng trí tưởng tượng. Nhưng mà có những người ấy, họ tưởng tượng nó tương đối đúng. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa đó, chưa chứng A-la-hán thì cái trí khả năng tưởng tượng của mỗi chúng sanh nó lạ ghê lắm. Nhất là phàm phu mình ấy, tưởng tượng lạ ghê lắm. Có những người, quý vị nên nhớ nè, phương pháp thực hành ấy, được Đức Phật hướng dẫn là phương pháp thực hành đưa chúng ta từ phàm đến thánh. Nhưng mà có những người đấy thì họ lại tu theo kiểu là họ tưởng tượng cái cảnh giới của bậc thánh và họ sống theo cái sự tưởng tượng đó để họ mong là họ sẽ sớm chứng được quả thánh. Nên nhớ, phương pháp thực hành là phương pháp thực hành để đạt được bậc thánh, chứ không phải là mình ngồi đó mình tưởng tượng ra cảnh giới của bậc thánh để mà mình chứng thánh. Hiểu giùm sư, hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như phương pháp thực hành đưa đến cái quả vị thánh nhân là gì? Thực hành tứ niệm xứ, như trong kinh Đại Niệm Xứ. Thực hành quán niệm hơi thở, như trong kinh Nhập Sổ Thức Niệm. Đấy, chứ không phải là mình ngồi mình tưởng tượng. Chư thánh ấy, A-la-hán thì các ngài không còn tham nữa, không còn sân nữa. Thì mình lại đi, mình ráng mình tập tập một cái, mình tưởng tượng một cái cảnh giới không còn tham, không còn sân. Mình an trú trong cái cảnh giới đó và mình gọi và mình cầu mong một ngày nào đó mình sẽ chứng thánh. Rồi mình đọc mình thấy là cảnh giới của các bậc thánh ấy, các ngài không còn cái sự, không còn mạng nữa, tức là không còn so sánh nữa. Rồi mình bắt đầu mình tưởng tượng một cái cảnh giới là không còn so sánh nữa, ai so sánh là còn chấp thủ. Thành ra là một tưởng tượng một cái cảnh giới không còn so sánh nữa và mình sống trong cảnh giới đó và mình mong cầu một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ chứng thánh. Rồi có người họ tưởng tượng là trong cái cảnh giới của bậc thánh ấy, thì nó không còn cái, không còn ngã nữa, không còn chấp ngã nữa. Thành ra họ tưởng tượng là một cái cảnh giới mà nó không có ngã,
và họ sống, họ tưởng tượng cảnh giới đó, họ ráng họ sống như họ đang ở trong cảnh giới đó, và họ mong một ngày nào đó họ sẽ chứng thánh nhờ cái sự tưởng tượng của họ, thì nó là một phương pháp sai lầm. Đức Phật không có dạy như vậy. Nên nhớ như thế này, cái thiền chỉ là 40 đề mục thiền chỉ sư không nói nữa, nhưng mà thiền quán phải là tứ niệm xứ, và anh quán cái kiểu gì tôi không cần biết, nhưng nó phải đi đến cái chuyện như thế này: anh phải nhìn rõ bản chất của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã. Anh thấy rõ nhân duyên, 12 duyên khởi. Và anh sống thường xuyên trong cái sự nhận thức về tam tướng ha. Từ đó đó nó bớt dần đi những cái ô uế của nội tâm bằng cách là thấy rõ cái gì nó đang diễn ra, sống trong sự nhận thức về tam tướng và luôn luôn thấy rõ cái gì nó đang diễn ra, sống có sự nhận thức, thì đó là thực hành tứ niệm xứ nha. Thiền quán là phải thực hành tứ niệm xứ, chứ thiền quán không phải là mình ngồi đó mình quán tưởng rồi mình tưởng tượng ra cảnh giới của các bậc thánh để rồi đó mình ráng mình tưởng mình sống ở trong đó và mình mong cầu một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ chứng thánh, thì chuyện đó là chỉ chuyện hoang tưởng chứ không phải là quán tưởng nữa. Một điều nữa xin nhắc quý vị như thế này, có bốn bậc tu chứng. Thứ nhất Ukkha-ti-pannyu, thứ hai Vipatti-pannyu, thứ ba là Nay-yo, thứ tư là Parapadamo. Cái hạng đầu tiên á, hai hạng đầu tiên là thuộc hạng tốc chứng. Thứ nhất là hạng là chỉ cần nói một câu là vị đó chứng chứng thánh nè. Hạng thứ hai là nói hết một bài pháp thì vị đó chứng thánh. Báo cho quý vị một tin buồn, đó là hai hạng này kể từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm thì đã không còn nữa. Bởi vì nếu như quý vị đủ cái phước đó đó thì quý vị đã sanh vào thời Đức Phật còn tại thế rồi, chứ không phải lẹt đẹt mà sanh vào thời này đâu. Thành ra các tất cả các phương pháp mà chúng ta gọi là tốc chứng không thể sử dụng được vào thời này. Tại vì nếu như mà mình là cái bậc đại phước đó đó là mình đã sanh vào thời Đức Phật rồi nha. Chúng ta chỉ còn hai hạng, đó là cái hạng nghe pháp thực hành một cách tuần tự thì mới có khả năng chứng đắc, chứ không còn bậc tốc chứng nữa nha. Thành ra đó quý vị nghe pháp, quý vị phải ngồi thiền chỉ thực hành tứ niệm xứ đấy, ngồi cho mòn mỏi mòn mỏ đó thì mới có cơ hội chứng đắc được đạo quả. Mà nhớ nha, phải thực hành đúng, đặc biệt là tứ niệm xứ. Cái thứ hai là còn cái hạng mà Paramo, tức là chỉ giỏi trên miệng thôi, tức là vì đó giỏi lắm thì có thể được làm thiền sư, có thể làm pháp sư, nhưng mà không có chứng đắc gì hết, không có chứng đắc đạo quả. Tuy nhiên chúng ta không biết mình là hạng nào thì cứ tự tin mình là hạng này vô đi ha, ráng thực hành, ráng thực hành. Và đừng có ảo tưởng một cái phương pháp tốc chứng nữa, bởi vì nếu như á, mình là cái hạng tốc chứng á, mình đã sanh vào thời Phật rồi chứ không phải bây giờ, mình không phải là cái kiểu chúng sanh đại phước đó nữa nha. Tương nhiên trừ trường hợp mà quý vị có đại nguyện thì thôi sư không nói, nhưng mà những vị có đại nguyện thì sư nhắc giùm, nhớ giùm. Quý vị có là bậc đại nguyện đi chăng nữa đó, quý vị vẫn phải thực hành theo tuần tự. Tại vì sao? Bậc đại nguyện thì không có khả năng chứng đắc ngay lập tức.
quý vị đi còn chậm hơn những cái vị mà nay vô nữa. À, cho nên á, là quý vị vẫn phải thực hành một cách tuần tự, không có cái chuyện là chứng đắc liền đâu ha. À, và đương nhiên thì thời đại mà xưa hay nay cũng vậy, tất cả các tông phái, tất cả những cái cá nhân mà họ mong cầu được cái sự yêu thích của quần chúng, mong cầu danh và lợi thì đều có cái nhu cầu là thu hút tín đồ, tức là thu hút những cái người tin theo mình, đi theo mình. Mà đối với những người này đó, chúng sanh mà theo như Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói đó, cái chúng sanh mà họ có trí thì ít, mà chúng sanh thì không có trí thì nhiều, chúng sanh có chánh kiến thì ít, mà chúng sanh có tà kiến thì nhiều. Thành ra đó, mình chỉ cần mình bày ra một cái pháp môn tà, mình gọi là bàn môn tả đạo nào đó, thì cái khả năng thu hút tín đồ mình rất là cao. Còn khi mà mình bày ra một cái phương pháp tu hành mà nó chánh kiến, tu hành một cách đúng đắn, tu hành một cách đi đến sự giải thoát giác ngộ, tu hành một cách đòi hỏi phải có trí tuệ, phải có đức tin một cách chân chánh, phải có giới hạnh, phải có sự nỗ lực, thì rất là khó thu hút tín đồ. Tại vì sao? Cái người trí ít thì người ngu nhiều mà. Đấy. Nhưng mà nhớ giùm, nếu như anh tự nhận là bản thân anh có lòng đại bi đối với chúng sanh, thì làm ơn làm phước nhớ giùm một chuyện này: bản thân anh phải có trách nhiệm đối với sanh tử của người khác, cái người đi theo anh ấy. Tôi không nói ai hết trơn. Anh có lòng đại bi thì anh phải có trách nhiệm với sanh tử của họ. Có trách nhiệm ở đây là gì? Nhớ giùm, bất kỳ một câu nói, kỳ một phương pháp nào mà anh hướng dẫn người ta, anh nói với người ta, nếu như đó là chánh pháp thì anh đang mở đường cho nhân loại sanh thiên. Nhưng nếu như nó là tà pháp, nếu như nó đi ngược lại với bát chánh đạo, nếu như nó đi ngược lại với chánh kiến, nếu như nó đi ngược lại với lời Phật dạy, thì anh đang đưa chính bản thân anh đi địa ngục, và anh đang đưa chính những con người cúng dường cho anh, làm phước cho anh, hộ độ cho anh, đặt niềm tin cho anh, coi anh như ông thầy, coi anh như cha, coi anh như ông trời. Anh đưa tất cả những con người đó đi địa ngục chung với anh. Thành ra có lòng đại bi thì làm ơn làm phước, có trách nhiệm với lời nói của mình. Còn khi anh nói chuyện mà không chịu trách nhiệm ấy, thì phải xem lại coi anh có thật sự có lòng đại bi hay không, hay là anh vì một cái mục đích nào đó của cá nhân anh. Ở đây sư không nói cá nhân bất cứ ai, mà sư nói chung với tất cả những người có tầm ảnh hưởng đối với quần chúng. Nhớ, tự nhận mình có lòng đại bi thì mình phải có cái trách nhiệm tương ứng với nó.